Hello, xin chào cả nhà. Chúc cả nhà một buổi tối tràn ngập nụ hương và những điều tốt đẹp. Hôm nay Tâm sẽ giới thiệu cho các bạn biết về một cái dòng sản phẩm dành cho trẻ em. Thì hiện nay thì có rất là nhiều trẻ em bị cảm cúm với bệnh lặt vặt rất là nhiều. Mà các phụ huynh của mình thì cứ cho các con dùng cái thuốc tây. Thì nó uống kháng sinh nhiều thì rất là tội nghiệp cho bé và nó sẽ ảnh hưởng tới gan và ảnh hưởng tới cái việc mà tăng trưởng cái chiều cao của bé sau này và cái hệ tiêu hóa. Khi mà sử dụng thuốc tây nhiều á, các con mà khi mà bị bệnh á, các phụ huynh hay cho uống kháng sinh nhiều thì sẽ ảnh hưởng đến cái đường ruột và hệ tiêu hóa. Thì hôm nay Tâm biết một cái dòng sản phẩm này nó rất là tuyệt vời, và đây là một cái dòng sản phẩm này là nó đến từ thảo dược của nước Nga. Thì sử dụng cái dòng sản phẩm này nó an toàn cho sức khỏe của bé mà nó tăng cường sức đề kháng. Đây là cái dòng Formula 4 này là nó là một cái dạng mà dạng viên. Khi mà chúng ta cho bé uống thì nếu mà muốn tăng cường sức đề kháng thì cho bé uống dùng cho bé dùng một viên một ngày, hoặc là nếu lớn xíu nữa thì dùng ngày 2 viên, sáng viên chiều viên, và nó giúp cho tăng sức đề kháng và giúp bé khỏe mạnh hơn khi mà cho các bé tinh nhanh hơn và nhanh nhẹn hơn, và nó có thành phần là từ thảo dược, có thành phần từ gồm vitamin A, vitamin C, vitamin E. Và đây là cái Formula 4 này là cái dòng công thức đặc độc quyền của công công ty, và một cái sản phẩm này là nó là một cái chất chống oxy hóa, là bảo vệ cái tế bào lành và tiêu diệt cái tế bào ác tính đó. Thì cái sản phẩm này là sản phẩm độc quyền mà theo các nhà khoa học của nước Nga thì người ta nghiên cứu, người ta nói là các nhà khoa học nói là cái sản phẩm này trên 40 năm nữa cũng chưa có một cái sản phẩm nào mà sản xuất ra cái dòng sản phẩm giống như vậy được. Chỉ có sản phẩm này là sản phẩm độc quyền, cho nên là các bạn cứ cho con mình sử dụng như Tâm đã cho con Tâm sử dụng á. Thì từ ngày mà Tâm đã biết cái dòng sản phẩm này rồi á, thì Tâm không có bao giờ mà mua một cái viên thuốc tây nào cho con Tâm dùng hết, kể cả khi bé bị Covid cũng không cho dùng thuốc tây luôn. Đến bây giờ là gần 1 năm rồi là con Tâm không hề dùng một viên thuốc tây nào hết, dùng hoàn toàn là từ cái những loại sản phẩm thảo dược của Nga này thôi. Mà đây là cái dòng Hoa 4, mỗi ngày á, nếu mà con ta mà nó không bệnh á, thì một ngày mỗi ngày một viên, sáng viên chiều viên. Còn nếu như bị bệnh thì Tâm sẽ cho uống tăng liều lên, cho nên là để cho bé có sức đề kháng. Chứ nếu chúng ta không cho bé uống thì bé sẽ đề kháng ít và dễ bị bệnh. Và nếu mà bị bệnh thì đi bác sĩ phải phải dùng kháng sinh, phải dùng thuốc tây rất là nhiều. Rồi bắt đầu nếu mà dùng lâu ngày thì khoảng mà nếu mà các bé Tâm biết mà nếu mà cho bé dùng một khoảng chừng 7 ngày thôi mà liên tục có thuốc tây như vậy, chắc chắn gì thì cái đường ruột, cái hệ tiêu hóa sẽ bị đi 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 chảy thôi. Tâm đã nuôi con là Tâm biết, lúc nhỏ Tâm không biết dùng sản phẩm này đâu, mà khi mà cho con Tâm uống rồi chừng 5 ngày đến 7 ngày là bắt đầu nó bị tiêu chảy, là quay qua đi bệnh viện nữa để uống uống cái thuốc mà về tiêu hóa, về đường ruột đó. Vậy đó, chuyên môn là vậy. Ở đó con Tâm mới cứ cứ là một tháng là phải đi bác sĩ 2 lần, đi bệnh viện 2 lần, phải uống thuốc suốt, hầu như là nguyên tháng uống hết tháng. Mà Tâm rất tiếc là biết cái sản phẩm này quá muộn, phải biết sớm là Tâm không có cho con Tâm dùng đến đến ngày hôm nay đâu. Mà Tâm giờ mới biết là khoảng năm nay thôi thì con Tâm không còn phải dùng cái thuốc tây nào nữa. Đó, là đã ngưng hoàn toàn, không uống thuốc tây nào. Cả khi bị Covid hay là bị chích ngừa, khi đi chích ngừa cái Covid đó, thì Tâm đã cho con Tâm uống 5 viên. Thì hiện nay là bé đã 15 tuổi, 14, mới 12 tuổi là đứa 15, đứa 12. Và trước khi đi chích Covid đó, là chích ngừa đó, là dùng 5 viên, rồi đi về nhà tầm 5 tiếng sau cho dùng 5 viên nữa, là bé sẽ không hề sốt một miếng nào luôn, nó chỉ hầm 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 vậy thôi mà không sốt, mà cái vết thương nó cũng không có, vết chích nó cũng không có đau nhức nhiều nữa đó. Sử dụng rất là tốt luôn. Và tiếp theo á là các anh chị nên mua cái dòng sản phẩm này nè, Omega Vitamama. Và cái dòng Vitamama này á là nó có chất xơ. Khi mà con chúng ta mà bị hay bị táo bón và kém ăn á,
Nếu mà táo bị táo bón với lại kém ăn, những bé mà bị suy dinh dưỡng kém ăn thì các anh chị nên dùng cái sản phẩm này. Cái Vita Mama này nó có chất xơ rất là nhiều, và cái sản phẩm này á thì nó là nó có tới 70% là chất bão hòa. Đó là chất chất xơ mà khi mà cho con chúng ta dùng nó một ngày á, thì nếu mà bé nào mà kém ăn, mà làm biếng ăn, mà suy dinh dưỡng còi cọc á, thì các anh chị nên cho uống cho bé ăn một ngày một lần là 5 viên, sáng 5 viên, chiều 5 viên. Còn nếu như mà bé nhỏ nữa thì các bạn cho uống 3 viên, mà nếu mà nhỏ nữa thì nên ngâm vô trong sữa rồi chúng ta nghiền, ngâm cho nó mềm đi, chúng ta nghiền nghiền rồi bỏ sữa, y như là Milu thôi. Nó là một cái dạng này nè, đây là cái này là con năm đang sử dụng luôn. Đây là, anh cho các bạn coi, nó là cái dạng viên viên như vậy đây nè các bạn. Đó, bạn thấy không? Đó, nó là dạng viên. Đó, ăn rất là ngon, ăn ngon lắm, ăn ghiền luôn á. Không không thay vì chúng ta mua những cái thức ăn vặt vặt, bánh trái rồi này kia nọ ngoài để làm gì, nó không có lợi ích gì. Này cũng như là mình ăn vặt đi, mà nó tốt cho sức khỏe nữa, nó tăng cường sức đề kháng cho bé rất là nhiều. Khi mà chúng ta cho con chúng ta ăn thì nó đâu có đủ chất đâu, đủ đủ chất xơ đâu, con nít nó là biếng ăn rau lắm. Cho nên là các anh chị nên mua cái này nè cho bé, mà cho nó ăn khoảng tầm 5 ngày thôi là bắt đầu bé cảm thấy là nó kích thích cái nhu động ruột, kích thích cái đường ruột đó, làm cho bé dễ tiêu hóa và ăn nhiều hơn. Những bé nào mà kém ăn dinh dưỡng, cứ một ngày 10 viên, sáng 5 viên, nhịn 5 viên. Nó là cái dạng như là sô cô la, rất là dễ ăn. Và cho bé ăn dần như vậy đó thì nó sẽ kích thích cái ruột nó thèm ăn, và nó ăn nhiều lên thì từ đó nó sẽ hết dinh dưỡng thôi. Đó. Và cái đó là cái dòng omega 3 đó. Omega 3 là đây nè, là cái dòng sản phẩm nó rất cần khi mà trẻ em nó rất cần cái omega 3. Và cái loại này nó chiết xuất từ cái tinh dầu hạt lanh, nó có tới 75%. Đây nè các bạn, thấy rõ không? Ở trong này nó là như vậy, nó y như nó là cái dạng như là viên con cá đó. Đó, nó gì nè. Đây nè các bạn. Các bạn thấy không? Thấy rõ không? Đây. Đó. Nó là cái dạng như là con hình con cá, rất là dễ uống. Đây, dạng viên này hình con cá này rất là dễ uống luôn các bạn. Đó. Thì chúng ta sẽ cho con chúng ta uống là một ngày 2 viên, sáng 1 viên, chiều 1 viên. Đó, nó là hỗ trợ cho mắt và não, nó có thành phần là vitamin A và E và D1. Đó, để cho các bé mà nó có nhận thức kém và nó giống như là chậm phát triển về trí nhớ, trí não, và khi mà con chúng ta tiếp xúc với máy tính rồi nhiều, xem điện thoại nhiều, nó ảnh hưởng đến mắt, thì chúng ta nên cho con chúng ta dùng ba loại này thường xuyên. Thì vừa ba loại này vừa tránh tránh cái tình trạng mà bị ốm vặt, hoặc là về mắt và não và sức đề kháng. Đó là một bộ này là đủ hoàn toàn luôn. Và cái omega 3 này á, thì nó có giá là 140.400 đồng. Đó, nó có 140.400 đồng, mà bạn biết nó 120 viên. Còn cái dòng mà Vitamama này nè. Đó, dòng Vitamama này á, là nó giá là cái Vitamama này là 140.400 đồng. Còn cái Omega 3 này là 200. Hôm nãy nãy tao nói lộn, Omega 3 này là 237.600 đồng. Đó, thì cũng như 234.000 đi, còn cái kia là 140.000 đi. Đó, nó không có mắc, có 140.000 giống như cái Vitamama này nè. Đó, 140.000 mà 400 viên, thì các bạn cho các bạn ăn 1 tháng 1 hũ này thôi. Đó, nếu nhà 2 đứa con thì 2 hũ. Nó đâu có bao nhiêu tiền đâu, mà với cộng lại với cái Novomin này nữa, cái Formula 4 này nữa, là tổng cộng là có 700 mấy, gần 800 ngàn thôi, 790 mấy ngàn. Mà các bạn bảo vệ được cái sức khỏe cho con của bạn hoàn toàn, các bạn không phải bận bịu lo âu khi mà con bạn ốm đau, phải nghỉ việc, phải ở nhà, phải chăm con, phải đi nhập viện, phải khám bệnh đủ kiểu hết, mà uống thuốc rồi phải canh cho uống thuốc, rồi ăn rồi rồi phải
khi mà uống thuốc nhiều thì nó ảnh hưởng đến cái vấn đề khác nữa đó, cho nên là cái sức đề kháng của con chúng ta nó sẽ bị hạn chế đó. Cho nên là Tâm Tâm thấy cái dòng thực phẩm này nó rất là tốt, cho nên là Tâm mới đem lên đây để Tâm giới thiệu với các anh chị, để các anh chị biết để mà tìm hiểu và mua cái dòng thực phẩm này về cho con mình dùng, vì con của Tâm Sùng dùng rất là tốt và hiệu quả rất là cao cho bé. Bé rất là khi mà sử dụng cái omega 3 này nè, cái dầu cá này nè, cái dầu cá nè, là giúp cho bé là phát triển trí não và tăng cường cái thị lực. Những em bé mà nó học hành là nó chậm phát triển trí não đó, các bạn cứ cho dùng này đi cho nó thông minh hơn đó, dùng thường xuyên đó. Thì mỗi tháng chúng ta bỏ bỏ ra 700 mấy 800 ngàn cho con chúng ta uống, còn hơn là một tháng bé bị bệnh hoài, đi bác sĩ hoài, tốn bao nhiêu tiền các bạn tính già ra non ấy. Tâm đã cho con Tâm sử dụng cái này rồi, Tâm biết nó rất là tốt và nó bảo vệ sức khỏe cho con mình, tránh tránh cái tình trạng mà bị ống mật đó. Thì Tâm có một đôi lời chia sẻ về tất cả về cái dòng sản phẩm mà của Nga để cho các bạn biết, để các bạn nào mà may mắn biết được cái video này thì hãy cho chia sẻ, và chia sẻ cho người thân và người nhà anh chị em mình biết, để cho anh chị em mình mua về cho con của con cháu con em của chúng ta dùng, để có sức khỏe tốt nhất, để cho con chúng ta thông minh và phát triển chiều cao, phát triển trí não. Đây là cái dòng omega, cái dòng vitamama này là giúp cho bé phát triển chiều cao luôn nha các bạn. Nó có chất xơ mà nó phát triển chiều cao luôn đó, giúp bé là còn mà còi xương nó bị ốm, bị suy dinh dưỡng còi xương đó, là giúp cho bé tăng cường phát triển chiều cao luôn. Cái hũ như vậy 400 viên nó quá rẻ không các bạn, 400 viên mà nó giá rất là rẻ, giá nó chỉ có 140 mấy ngàn thôi, quá rẻ luôn, mà hàng nhập khẩu, mà hàng hàng quốc tế luôn á, hàng quốc tế, hàng nhập chính hãng từ từ nước Nga về, mua tận gốc bán tận ngọn. Mình chúng ta mua tận gốc tại công ty, có hóa đơn rõ đàng hoàng, khi mà chúng ta mua là mua tận gốc, hãy liên hệ với Tâm, nếu mà các bạn cần hãy liên hệ với Tâm, Tâm sẽ hướng dẫn các bạn mua giùm cho các bạn, mua từ gốc tận gốc công ty luôn, tại nhà sản xuất thì được hóa đơn rõ đàng hoàng, không có hàng giả hàng nhái luôn. Số điện thoại Tâm là 0933 562 280. Bye bye và xin hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.